ông này trở nên ấm cúng chứ. Để coi hát bản gì đây. Phải rồi. Giọng hát của Tuyết thật là hay, chẳng khác nào các cô ca sĩ đấy à. Thôi đi, anh cứ chế nhạo người ta hoài hả? Đã hẹn với người ta mà đến trễ, lại còn nghe lén người ta hát nữa. Em không biết đâu, bắt đền đó. Thôi mà, đừng có giận dỗi hỡi Tuyết yêu quý của anh ơi. Sở dĩ anh đến trễ là gì? Vì sao? Vì anh đang bận chút việc ở xưởng phim. Bận việc ở xưởng phim hay bận biểu những nhân tiên? Ôi dạ, đâu có. Không có mà đến trễ hả? Phải mà, tài tử điện ảnh vừa có tài lại vừa đẹp trai nhanh thì thiếu gì đâu nè. Tuyết nói quan cho anh rồi đó, lúc nào Quy Thanh cũng một dạ yêu Tuyết mà thôi. Phải vậy không? Thật mà, Tuyết tin anh chưa? Hơi tin tin. Hơi tin tin mà còn giận anh không? Hơi còn còn. Trời đất, hơi tin tin mà cũng hơi còn còn. Thôi được rồi, để cho em tin và cho em hết giận ha. Anh sẽ hát lên bản nhạc mà em thường ưa thích, em chịu không? Hơi chịu chịu. Chịu thì chịu, còn không thì không. Chứ sao mà hơi chịu chịu. À, nếu vậy thì thôi, mình không hát nữa. Người ta nói là người ta chịu rồi mà. Chịu rồi ha. Ừ. Được rồi, vậy thì Quy Thanh sẽ hát đây. Mấy ngàn năm dần tóc em buồn, bàn tay em nắm ngón ru trên ngàn năm, trên mùa lá cây ngón tay em gầy lên mái ru thêm ngàn năm. Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ, tay em kết nụ nuôi trọn một đời. Núi một đời người, mùa xuân vừa đến thu mãi ăn năn mà thôi. Dù mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng, bàn tay em nắm ngón anh dù ngàn năm dần hờn té quên tóc em đừng trời chưa đã đi qua ngàn năm. Kìa Tuyết, anh đã hát dứt rồi. Sao Tuyết lại lặng thinh không nói cho anh một lời nào hết vậy? À, hay là Tuyết buồn? Không, anh Thanh à, Tuyết không có buồn, nhưng mà em lo. Tuyết, em lo cái gì? Em lo sợ tình duyên đôi ta tan rã vì ba của em. Anh biết hiện nay anh chỉ là một diễn viên điện ảnh tầm thường không địa vị, còn ba em là một ông chủ hãng giàu sang, thì làm sao anh được tròn mộng đăng hộ đối? Không, anh Thanh. Quý Thanh ơi, em tin tưởng ở nơi hai trái tim chung thủy là sức mạnh thiên thần để đưa chúng ta đến tuyệt đỉnh yêu đương. Tình yêu của em thật sâu đậm bao la, nếu xét ra thì anh đây chỉ là một hòn xoay. Quý Thanh ơi, nếu anh bảo tình yêu là bức tường thành giấy,
Quy Thanh cũng không bao giờ muốn rời xa Tuyết nữa. Anh Quy Thanh. Tuyết. Em. Ba ơi, ba, ba. Nghe mày, cái gì mà mới tảng sáng mày kêu réo nó ôm sòm vậy? Trời đất ơi, ba lại nhậu nữa rồi. Thế tình là ba. Đúng rồi, con nói rất đúng rồi. Thế tình là ba chứ còn ai nữa con. Ba, thiệt tình gì? Thế tình là thích tiền chứ gì con. Riết rồi, con biết phải nói với ba làm sao nữa bây giờ nữa. Tối ngày ba cứ nhậu nhẹt say sưa lu bù à. Thiệt là con khổ với ba quá. Ba không có thương con chút nào hết hả ba? Mày nói vậy. Ba không thương con à. Thì hồi má con chết, ba đâu có làm gà trống mà nuôi con cho đến ngày nay. Nhưng từ khi con làm được ra tiền thì ba lại ăn chơi, cờ bạc, rượu chè. Ba không kể gì đến sự khổ nhọc của con hết trơn á. Bộ mày tưởng giờ đây mày là diễn viên điện ảnh, tài tử đóng phim là mày ngon lắm sao mày? Tao cấp cần tiền của mày nữa đi. Con biết lúc này ba đâu cần tiền của con nữa. Mày nói gì? Mày nói cái gì hả thằng chó chết? Bữa nay mày muốn lên mặt thì đời với tao phải vậy không Quy Thanh? Ba, sao ba không chịu nghĩ suy? Còn nói làm chi? Bắt lỗi người ta sao không xét lỗi mình? Từ khi con lớn đến giờ thấy ba nhậu nhẹt bê tha, bỏ cửa bỏ nhà còn thêm cờ bạc gây khổ con mình. Tao có gây khổ cho mày gì đâu, mày nói thử nghe coi. Tiền đâu ba đi ăn nhậu tiêu tài phủ phê, ba hãy nói ra. Nay mày cố ý hỏi cha, bộ tiền của mày lớn lắm phải không? Con không nghĩ như vậy. Nhưng còn một việc, từ bấy lâu nay con đây biết được ba nhận tiền ông Đạt. À, ai? Ai nói với con là ba nhận tiền của ông chủ Đạt? Tuyết đã nói với con như vậy. Cô Tuyết nói với con à? Chứ còn ai nữa? Có phải vậy không ba? À, nếu mà cô Tuyết cái ông chủ nói thì có. Có? Hèn chi, từ bấy lâu nay ba đã tìm mọi cách để cản trở sự liên hệ giữa con và Tuyết. Ba, tại sao ba lại làm như vậy? Chúng con yêu nhau nào có tội gì đâu mà ba lại nhận tiền của người ta để phá tan tình cảm của con mình. Tại sao vậy ba? Tại sao vậy ba? Tại vì ông chủ Đạt không có chịu gả cô Tuyết cho con. Chẳng qua ông chủ quá giàu, quá sang, có phần hồn làm ăn rất lớn, lại thêm ăn chay ở nước ngoài, bởi vậy nên không xứng bê hộ đôi. Thời buổi này mà còn một đang hộ đối gì nữa ba? Còn chớ sao không, con chỉ là diễn viên điện ảnh, hai giai cấp quá xa vời, con đua đòi thì làm sao cho nổi. Ba, những giữa thiên giới con đã yêu nhau tha thiết chân thành, dẫu cho dòng bão phủ trùm không thể nào chia cách tơ duyên. Giờ đây thì cô Tuyết sắp đi ra cùng cha cô ra tận nước ngoài, thì còn về con phải mộng mơ vậy con. Con đã biết trước là ông chủ sẽ đem Tuyết sang qua nước Úc để lánh xa con, và hôm nay là ngày máy bay cất cánh, phải vậy không ba? Nếu biết được vậy thì con đã hẹn với Tuyết gặp ngay hôm nay. Để làm gì? Để chúng con cùng đi đến một phương xa mà đắp xây hạnh phúc. Mày đừng có tính chuyện điên rồ, nguy hiểm lắm nghe con. Tình yêu là sức mạnh, sẽ giúp cho chúng con vượt qua bao trở ngại hiểm nguy. Ba, ba, tại sao ba lại khóa cửa không cho con ra ngoài để đến nơi gặp Tuyết vậy ba? Tại vì ba đã nhận một số tiền lớn của ông chủ nữa rồi phải không? Bao nhiêu vậy ba? Bao nhiêu? Có nhiêu đâu, 500.000 thôi. Trời ơi là trời. Ba, tại sao ba lại tàn nhẫn đối với con quá vậy hả ba? Gì đâu mà tàn nhẫn, người ta dư giả nên mới cho mình. Nếu như mình không lấy, ba rằng họ sẽ chê mình ngu. Hơn nữa là vì hôm nay họ đi rồi chẳng có dịp nào để mà hưởng công, vì ba đã giữ con ở lại đây. Ba nào
đâu biết nếu mất Tuyết thì cuộc đời con sẽ khổ. Miễn sao có tiền ăn chung mặt chứ tội gì mà khổ đau. Thôi nghe lời ba ở nhà đi con. Không, không, bất cứ giá nào con cũng phải đi gặp Tuyết. Ba, ba hãy đưa chìa khóa cửa, đưa đây cho con đi ba. Chìa khóa ba bỏ quên đâu mất rồi. Ai ở đây nè, ba vô ba nhậu một chút. Để mấy chai bia nó cứ liếc là vài, thấy thương không? Trời ơi, nó liếc là nó nóng mũi quá. Ba, nếu ba không đưa chìa khóa cho con, thì con sẽ đập hết đồ đạc ở trong nhà này cho ba coi. Đồ đạc của mày dám rồi mày có quyền mày đập chứ sao? Ba thách con hả? Con sẽ đập tan nát hết cho ba coi nè. Ba muốn không? Mày đạp đi. Đập hả? Đập nè, phá nè. Bây giờ ba có đưa chìa khóa cho con không? Nếu không con sẽ phá tan cánh cửa nhà này đó. Ba đưa không? Giỏi quá đấy. Đúng rồi, con sẽ phá cánh cửa đây. Con sẽ phá cửa đây. Con phá cửa nè. Ô kìa, cánh cửa đã mở rồi. Tuyết ơi, anh sẽ đến với em đây. Anh sẽ đến với em đây, Tuyết ơi. Quý tan. Đấy, anh à. Rồi nó chạy mất rồi. Đó, mà không sao. Mày đến giờ này thì máy bay đã cất cánh rồi, không có kịp đâu con. Chỉ là 5 triệu tiền thưởng công, ai hỡi này có quyền nuốt chọn. Cô hai ơi, gì đó chị Tư, anh Quy Thanh có đứng đây không vậy chị? Không biết sao mà giờ này cũng chưa thấy cậu Quy Thanh đến nữa. Chắc là ông Hai Hợi đã giữ cậu ấy ở lại nhà rồi chứ gì. Chị nói sao? Ba của Quy Thanh đã giữ anh ở lại nhà hả? Tôi chắc chắn là như vậy á. Vì trước đây ông Hai Hợi đã nhận tiền của ông chủ. Sao? Ba của anh nhận tiền của ba tôi? Phải đó cô Hai à. Nhưng mà nhận tiền gì? Thì nhận tiền để cản trở tình yêu giữa cô và cậu Quy Thanh á. Còn lần này thì chính ông cũng đã nhận một số tiền thật là to lớn để gọi làm tiền chuyến đi Úc của cô. Vì sợ cậu Thanh dắt cô trốn đi thì ra như vậy. Tôi nào biết được ba của Duy Thanh lại nở đăng tâm. Chính vì sự bê tha cờ bạc rượu chè của ông Hai Hợi mà ông chủ đã lợi dụng bạc tiền để mua chuộc ông Hợi, tìm cách cản trở tình yêu giữa hai người á. Nhưng chúng tôi đã yêu nhau tha thiết. Nếu sao Quy Thanh thì cuộc sống của tôi chẳng còn có ý nghĩa gì. Vì hiện giờ đây tôi đã... Tôi... Đã sao cô Hai? Tôi đã mang thai gần 2 tháng. Hả? Cô đã mang thai với cậu Quy Thanh rồi à? Phải đó chị Tư. Vì vậy mà tôi không muốn liền xa Quy Thanh, để đứa con trong đời tôi thiếu danh tình thâm phụ tử. Nhưng cái chuyện này cậu Quy Thanh hay chưa cô? Tôi chưa kịp nói cho anh ấy hay thì ba tôi đã bắt buộc tôi phải lên đường sang Úc. Trời ơi, cô Tuyết à, từ 3 năm nay tôi đã vào giúp việc cho cô, được ông chủ trọn tình, còn cô thì đem lòng thương mến. Hôm nay đứng trước hoàn cảnh này, tôi xót xa ngậm ngùi cho kiếp qua dập dồi, đành xa rời quê hương cách biệt thời yêu thương, còn đâu nỗi câu ân tình. Giờ đây bạn
một thiên đàng hạnh phúc ấm êm mà cô với cậu Quý Thanh đã đắp xây lâu đài trên bãi cát. Càng nhắc lại càng thêm chua chát, bởi khúc nhạc yêu đương đã là tôi thì đành nhắm mắt đưa chân và hãy tuân theo khi số phận đinh sanh. Vì cậu Quý Thanh cô đơn cố gắng bớt thảm chơi sầu để lo lắm cho ai nhi. Chị nói rất phải, nhưng tôi không thể nào tha Quý Thanh cho được. Vì kết quả của mối tình đầu đã cắt sâu vào tâm đảo của tôi. Không, không, tôi không đi đâu cả. Tôi phải trở về với Quý Thanh. Kìa, cô Tuyết. Kìa Tuyết, con định chạy đi đâu vậy? Máy bay sắp sửa cất cánh rồi đó con. À Tuyết à. Dạ. Cháu hãy là phụ với người nhà mà trông coi hành lý nha. Dạ. Ba ơi, con xin ba hãy quản lại chuyến đi này. Ê, đâu có được con, vì ba đã dùng tiền mua chuộc ba của anh Quý Thanh để ngăn cản anh ở lại nhà, không chịu đến đây gặp mặt con. Có phải vậy không ba? Đúng vậy đó con. Nhưng sở dĩ ba làm như vậy chẳng qua là vì tương lai của con thôi. Nhưng ba ơi, Ba biết là con có hẹn với thằng Quý Thanh để hai con trốn đi phải không? Ai nói với ba như vậy? Chính hai hỡi, ba của thằng Quý Thanh đã nói với ba chứ ai. Cái chuyện gì giữa con với nó mà ba lại không biết? Con nên nhớ rằng ở đời hãy có tiền là trên hết. Dù cho bất cứ chuyện gì, ba dùng tiền là xong việc hết trơn. Cũng như ba mua chuộc hai hỡi chưa rày. Bởi thế cho nên ba mới biết sự tích của con đã trốn khỏi gia đình cùng với Quý Thanh dệt mộng thành nên ba phải tích cho mỗi đứa mỗi nơi. Nhưng ba ơi, làm sao con quên được tình nghĩa đậm sâu gắn bó trong đời. Chúng con yêu nhau thể có đất trời, dù sao giờ dần đổi cũng không phải. Nhưng mà ba đã nhất định là không bao giờ gả con cho thằng Quý Thanh. Ba, vì nó chỉ là một diễn viên điện ảnh tầm thường, không địa vị. Còn ba, gia sản của ba rất lớn, cuộc sống sang giàu, hơn nữa là còn có bác con bên Úc. Anh chết vợ không con, sự nghiệp lớn lao ấy tương lai sau này là của con đó. Vì vậy mà ba không muốn thấy con phải khổ. Ba ơi, nếu xa Quý Thanh, cuộc đời của con càng thấy khổ hơn đó ba. Tại sao xa nó mà con phải khổ chứ? Dạ, tại vì con... Con sao? Con đã có thai với Quý Thanh rồi. Tuyệt, con nói sao? Con có thai với thằng Quý Thanh à? Dạ, gần 2 tháng rồi ba. Trời ơi, chết tôi rồi. Tuyết à? Dạ. Tuyết. Dạ. Trời ơi, ba không ngờ con làm nhục nhã như thế này. Ba, con bất hiếu mà. Ba ơi, vì chúng con đã tha thiết yêu nhau, nửa ân tình trước đã đuổi trao. Hôm nay con biết rằng kết quả mang thai, tình ba hại thương con. Mà chưa con được trọn ước nguyện, dù sao chuyện đã lỡ rồi, con không nỡ xa rời. Để trong đời mang thấy khổ đau, thì kết vì tình nhau. Không, ba không thể nào bằng lòng chấp thuận cho con làm vợ Quý Thanh. Ba. Nhưng mà thằng Quý Thanh nó có biết gì cái bào thai của con chưa con? Dạ chưa. Chưa như vậy thì càng hay ha. Nè, sau khi sang bên Úc đó, ba sẽ chu tất cho con. Dù gì thì con cũng là con ruột của ba mà. Còn nó chính là cháu ngoại của ba kia mà. Thôi, máy bay đã đến giờ cất cánh rồi, ta đi con à. Không, con phải ở lại với Quý Thanh. Nè, không được có nói vậy. Vé máy bay ba đã mua sẵn hết rồi, không lẽ phải bỏ hay sao? Thôi, nghe lời ba sang Úc nè, tiếp tay với bác con vài tháng đi, rồi ba sẽ đưa con về gặp nó nghe. Ba nói thật vậy không ba? Ba nói thật chứ sao không? Thôi ta đi con à. Tuyết ơi. Ba, Tuyết. Anh Quý Thanh đã đến rồi. Ba, con xin ba hãy cho con được nói vài lời với anh trước phút chia xa nha ba.
đã lên máy bay rồi thì không thể xuống được đâu con à. Hãy nghe ba, hãy nghe ba đi nè Tuyết à. Không, không, ba buồn con ra. Con không sao anh Quý Thanh được. Tuyết à, buồn con ra. Đừng, đừng, đừng con. Anh Quý Thanh ơi, anh Quý Thanh. Không còn kịp nữa rồi, máy bay đã cất cánh. Máy bay đã cất cánh. Anh Quý Thanh, Quý Thanh. Trời ơi. Tuyết, Tuyết. Trời ơi, máy bay đã cất cánh lên không gian, bỏ lại sau lưng làn khói quyện mơ màng. Ta đứng lặng nhìn mờ nhạt phía chân mây. Cách nay đây hãy cắt cho ta đặt trái tim yêu lạc hướng sai đường. Người ta giàu người ta đẹp và lại quá cao sang, còn mình đây thân khốn khổ nghèo nàn. Sao mà đòi học thói đèo thang. Tuyết ơi, rồi đến phương trời xa lạ, em có còn nhớ anh không? Còn anh thì sẽ nhớ mãi. Anh nhớ em và bài hát thân quen, nó đã chắc chiu ở trong anh từng kỷ niệm. Tuyết ơi, còn đâu tình yêu đâu. Thanh à, mới sáng sớm mà thằng này nó đi đâu rồi vậy kìa? Không lẽ nó đi quay phim hay là nó... Dạ, chào bác hai. Cô Diễm Lệ mới tới đó hả? Dạ, cháu mới tới. Lúc này bác vẫn khỏe hả bác hai? Bác vẫn khỏe, suốt ngày lai rai, sáng sai chiều xỉn mà. Dạ, thưa bác hai, bác cũng đã trọng tuổi rồi, cháu xin bác hãy bớt uống rượu lại đi. Vì uống rượu nhiều sẽ có hại đến sức khỏe đó bác à. Biết rồi, bác biết vậy rồi. Nhưng từ ngày mẹ thằng Thanh nó mất tới nay bác buồn rầu, rồi dần già trở thành kẻ bê tha như vậy đó cháu. Hôm nay cháu đến đây để tìm Quy Thanh phải không? Dạ phải. Dạ, có anh Quy Thanh ở nhà không vậy bác? Có, ai mà không có. Ủa, sao kỳ vậy bác? Tại sao có mà lại không? Thì có gì, cháu chẳng hiểu đâu. Nếu chịu suy nghĩ hồi lâu sẽ biết liền. Bởi bác đây, những rượu không quen sáng nay trong túi dẹp khô không tiền. Như vậy là cháu đã biết rồi. Đến giờ ghiền rượu, phải không? Bác cứ nói thiệt, chớ nên lòng vòng. Cháu Diễm Lệ thật là đoan trung đã qua sành tâm lý của bác đây. Nếu mà con rượu lai rai, cháu sẽ gặp mặt thành thành tức thì. Dạ, thưa bác hai, xin bác vui lòng nhận với cháu số tiền này. Nó là bài bài, cháu Diễm Lệ cất đi đừng làm vậy kỳ cục lắm mà. Dạ, không có gì đâu bác hai, xin bác cứ nhận để cho cháu được vui. Hả? Vậy hả? Bác nhận tiền cái cháu mới vui hả? Dạ phải. Nếu như bác không nhận? Dạ, nếu mà bác không nhận thì cháu sẽ buồn lắm đó. Vậy sao? Ồ, nói thiệt cái cháu Diễm Lệ nha, từ xưa đến nay bác rất tối kỵ làm cho người khác buồn lòng, nhất là đối với cháu Diễm Lệ. Dạ, nếu như vậy thì xin bác hãy cầm đi. Thôi mà đã, thôi mà. Dạ, bác cầm đi mà bác. Không, không, tôi không cầm, tôi không cầm, nhưng tôi lấy. Không, không, xin cô đừng cho Thanh thấy, nghe cô. Dạ, xin bác yên tâm, cháu
không có nói lại với anh Quy Thanh đâu. Ê, kìa, anh Quy Thanh về đến kìa bác. Nè, thấy không? Thấy có tiền thì nó sẽ về liền, chắc khỏi phải phiền, đã đến cử viện bác phải giọt liền. Anh Quy Thanh. À, Diễm Lệ đến đây lâu chưa? Ừ, cũng không lâu lắm anh à. Còn bác của tôi? Bác Hai vừa đi thì anh về đến đó. À, anh Quy Thanh nè. Kể từ khi em được quen biết với anh và bác Hai, em vô cùng cảm mến. Hơn nữa, em rất say mê những cuốn phim mà anh đã đóng vai đó. Vậy à, tôi thành thật cảm ơn Diễm Lệ. Có gì đâu mà anh lại phải cảm ơn. Anh là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất hiện nay. Còn em là một khán giả ái mộ tài năng của anh. Nhưng đó chỉ là về mặt nghệ thuật. Còn về mặt tâm hồn thì... Thì sao Diễm Lệ? Thì mỗi khi được tiếp chuyện với anh là em cảm thấy trong lòng sao duyên bâng khuâng. Tại sao mà có chuyện lạ thế kia, Diễm Lệ có thể nói cho tôi tường. Muốn nói ra nhưng còn ngần ngại, sợ người ta chê quá hèn có dài. Ai quá hèn ai có dài ở đâu, nãy giờ tôi chưa hiểu rõ đuôi đầu. Xin nói thật tình, từ lâu em hằng yêu mến, chẳng có ước nên lời, chỉ sợ rằng anh đây từ chối. Mãi đến hôm nay em không thể nào giấu kín. Nghĩa là Diễm Lệ bấy lâu nay đã âm thầm yêu mến Quy Thanh. Vâng, em đã yêu anh. Nhưng còn Quy Thanh? Trót sáng năm nay tôi chỉ biết hiến dân đời mình cho nghệ thuật. Còn tâm hồn, tâm hồn thì đã gửi trọn khoảng trời bớ. Có nghĩa là 6 năm qua anh vẫn cố đợi chờ một loài chim nhạn đã bay đi trên trời xa thẳm. Đối với tôi, dù kỷ niệm ấy chỉ còn là ảo mộng, hay dù tan theo bọt nước của trùng dương, em sẽ là bạn đồng hành của người lữ khách cô đơn. Để an ủi và để xóa tan đi màn sương mộng. Diễm Lệ, Diễm Lệ muốn nói. Em muốn nói. Cố quên đi càng đêm tôi vẫn buồn lòng thơ.
tình đầu sao có thể lãng phai, đã sao năm nay vẫn còn như âm lời ca khúc nhạc. Khúc nhạc ấy giờ đây không còn trầm bông, dẫu mang tiếng tơ đồng cũng nhạc biến sang gì. Đành rằng là như vậy, nhưng em tin tưởng thời gian là một phương thuốc nhiệm màu, nó sẽ giúp cho anh quên sầu quên thảm. Thôi tạm biệt anh, em về. Vâng, cảm ơn Diễm Lệ. Ôi, Diễm Lệ quả là một cô gái đáng thương, nhưng chẳng hiểu vì sao đã 6 năm dài trôi qua mà ta vẫn nhớ, vẫn chưa quên được hình bóng của người xưa. Anh Quy Thanh kìa, Tuyết, có phải đúng là Tuyết không? Ôi, ta đang mơ hay tỉnh? Quy Thanh, em đã trở về đây bằng sự thật chứ nào phải mộng mơ. Nhưng Tuyết về đây từ bao giờ? Em về khoảng 1 tuần đây, nhưng vì anh giờ chỗ ở nên em đi tìm mà không gặp. Em rất vui mừng khi giờ đây anh trở thành một tài tử nổi tiếng, cuộc sống ngày nay của anh cũng đã khác hẳn hơn xưa. Dẫu 100.000 lần lột xác của con cua thì muốn thỏ vẫn là loài cua không thay đổi. Quy Thanh, anh muốn nói cứ mỗi độ thu qua đông về mãn theo ơi gió lành, tôi chẳng thấy lòng mình như trong giấc cô liêu. Chúa có trăm nhiều nghe nhớ nhung thêm nhiều người buổi đầu đã nói chữ yêu, sao năm biết bao nhiêu điều dù đôi giời vẫn không hề vơi. Chỉ riêng anh biết nhớ biết
em vẫn yêu anh mãi mãi. Và hôm nay em trở về đây để hai ta nối lại bản đàn thương. Ừ, sau năm dài anh chờ đợi người thương, nay tội nguyện ta xây một thiên đường hạnh phúc. Quy Thanh, anh Tuyết, em. Chị má, má. À, Tú Nhi, con trai cưng của má. Tại sao con biết được má ở đây? Dạ, dì Tư dẫn con đi tìm má đó. Vậy à? Thì ra bé Tú Nhi đây là con trai của Tuyết. Phải, và cũng chính là... Thôi, tôi đã hiểu cả rồi. Trời ơi, thì ra tôi là kẻ đã bị lừa dối. Không, anh Quy Thanh, hãy nghe em nói. Cô đừng hòng mong biện luận, vì bé Tú Nhi đây là bằng chứng để nói lên một sự thật quá phũ phàng. Anh Quy Thanh, xin hãy bình tâm mà nghe em nói lên một sự thật. Một sự thật à? Phải, bé Tú Nhi đây chính là con ruột của anh. Sao? Con ruột của tôi? Không, không, không thể nào có chuyện ấy được. Anh không tin là sự thật à? Không, tôi không tin đó là sự thật. Vì 6 năm trời cách biệt đôi nơi, không sống chung nhau mà bảo rằng con của tôi thì thật là vô lý. Có lý chứ cậu Quy Thanh. Kìa, chị Tư, chị muốn nói... Cậu Quy Thanh, tôi muốn nói bé Tú Nhi đây chính thật là con ruột của Quy Thanh. Chị Tư, trước khi lên đường sang nước Úc à? Phải, và đây là tờ khai sinh của nó. Và họ tên cha chính thật là anh. Má ơi, má nói dẫn con về đây để tìm ba, có phải vậy không má? Phải đó con. Má nói ba của con đóng phim hay lắm phải không má? Đúng vậy đó con à. Hiện giờ ba của con ở đâu? Còn ông này là ai vậy má? Ông này là người mà má đã từng nói với con, và cũng chính là ba ruột của con đó. Ông này là ba ruột của con? Tú Nhi, đúng vậy đó con à. Có phải vậy không dì Tư? Phải rồi, Quy Thanh đây chính là ba ruột của cháu đó. Có phải ông là ba ruột của con không? Đúng rồi, chính ba là ba ruột của con. Hãy lại đây, hãy lại đây với ba đi con. Ba, Tú Nhi, con của tôi. Trời ơi, con trai của tôi đây mà. Ôi, tôi vô cùng sung sướng. Tú Nhi, con. Hồi đó tới giờ con chưa biết mặt của ba, nhưng chỉ nghe má nói ba thầy con rất thích rất mê. Rồi đây khi lớn lên gần ba thì ba dạy con đóng phim như vậy. Tú Nhi ngoan vô cùng. Thôi được rồi, ba bằng lòng đó. Thiệt vậy hả ba? Ô, con thích quá, con thích quá. Nè, vậy nè, chuyện gì mà vui quá trời quá đất rồi nè. Quý Thanh, thằng bé này là... Dạ, nó là con trai của con đó ba. Xạo rồi, đi làm với già này sai là không biết gì hết trơn hết trọi. Mày cưới vợ hồi nào mà có con mày lớn vậy mày? Dạ, hồi 6 năm về trước đó ba. Nhưng mà ai đâu? Dạ đây nè ba. Dạ, chào ba. Như là cô Tuyết con của ông chủ đạn đây mà không? Dạ, dạ phải đó bác à. Rồi cô về đây hồi nào hả? Dạ, con về mấy bữa nay. Nói vậy con bé này là... Dạ, là con trai của con đó. Nói như cô Tiếu vậy nghe cô Ly. Dạ, dạ thưa ba. Dạ, nó cũng chính là con trai của con nữa đó ba. Vậy là tao biết rồi.
Có nghĩa là mày thương mẹ thì phải bế con chứ gì. Dạ không phải vậy đâu bác. Mà bé Tú Nhi đây chính là con ruột của con và anh Quy Thanh đó bác. Con ruột của thằng Quy Thanh? Trời ơi trời, tôi đang mê hay tỉnh đi, chắc uống rượu rồi say nên mới nghe chuyện này. Sao coi lạ kỳ, chắc ta nhiều năm nay có con tiền quá hay. Tình bác mẹ cháu coi thật rõ mọi đầu tôi, khi bước chân giả từ cô Tuyết đang mang bầu. Sáu năm dài đi xa nay con về với cha. Thật vậy đó ba, Tuyết đã mang thai với con trước khi lên đường sang bên Úc. Thật ghê. Yeah. Dạ thật mà bác. Chắc không ạ? Dạ chắc chứ. Nhưng mà chưa có tin không? Nếu là con của mày thì ít nhất là cũng phải có một vài nét nữa giống mày. Đâu bây giờ hai cha con đứng sát với nhau cho tao nhìn kỹ rồi. Đâu ba nhìn coi nó giống con không ba? Đứng yên đừng có nhún nhân à. Đứng yên để nhìn kỹ rồi. Đồ ơi, sao mà nó giống tạc như con đút vậy nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng đó là con của mày, là cháu ruột của tao rồi. Ba ơi, ông này là ai? Sao lại nhìn mình dữ vậy ba? Đây là ông nội của con đó Tú Nhi à. Ông nội của con? Ai à, chính ông là ông nội của cháu nè. Ông nội? Cháu, trời ơi, tôi có cháu nội mà ông ngay nữa chứ. Kìa, Tú Nhi. À, ông ngoại. Ờ, lại đi vô ngoại cháu. Ông ngoại mới về hả ông ngoại? Ờ, ông ngoại mới về. Vừa gặp ông ngoại nó bỏ ông nội liền. Mà không sao, người ta thường nói cháu ngoại thương giải thương dỗ, cháu nội không dội gì thương. Dạ thưa ba. Em. Dạ thưa bác. Tôi chưa hỏi đến cậu. Dạ chào anh xui. Ai xui gia cho mấy người? À, chào ông chủ. Tiếc à, tại sao con lại dám cả gan đúng về đây ngang nhiên như vậy? Đã sau năm nay bà tốt tình con đã lỡ phai. Dạ cuối tình ba hãy nên suy đi nghĩ lại, đừng để cho con sống trong cảnh yếu vô. Tình ban vui lòng cho con được nói đôi câu, vì đó nặng thề tình yêu đã khắc sâu. Và hôm nay đây tôi đã được thằng cháu nội. Còn anh xui mà ông có cháu ngoại đúng không? Đúng, bé Tú Nhi nó là cháu ngoại của tôi. Dạ nó cũng là cháu nội của tôi. Tôi nói nó là cháu ngoại của tôi. Tôi nói nó là cháu nội của tôi. Cháu ngoại của tôi, cháu nội của tôi. Ông ngoại, nó à. Là cháu của ông ngoại. Ờ, đúng. Mà cũng là cháu của ông nội nữa. Đúng luôn à. Phải rồi, cháu nói hay quá. Thôi. Và tôi không tranh cãi với mấy người. Tuyết, con hãy theo ba trở về. Dạ thưa ba. Ba không muốn thấy con ở trong cái nhà này. Và ba cũng không muốn con còn yêu thương nó nữa. Ba, hãy về với ba, mau lên. Ba ơi, con cuối sinh ba. Hãy thương tình rộng lượng thứ tha mà cho con trẻ được kết hợp tư duyên. Sáu năm trời đau đớn vô biên, con xa cha vợ phải xa chồng. Tình yêu chúng con đâu có gì nên lỗi. Để chia ta mỗi đứa một con đường. Ba nên nghĩ đến giọt máu của Quy Thanh. Lá xa cành khi lá hái còn xanh, lẽ đâu ba lại nở đoạn đành. Thôi, ba đã nói một lời thì không thể nào thay đổi. Nè, Tư à, đưa Tú Nhi ra xe coi. Không, ông ngoại ơi, cho con ở đây với ba, với má, với ông nội. Không được, cháu phải về ngay, đưa nó đi. Không, ba ơi, ba. Tú Nhi, con. Chồng. Tết, đi về con. Hãy lời tao đập chết bây giờ. Không, ba, anh Quy Thanh. Tuyệt. Anh Quy Thanh. Tuyệt em, Tuyệt em.
tha thứ cho ba. Cũng vì ba ngày xưa bê tha nông nổi mà giờ để hai con rời rã nghĩa ba sinh. Phục riêng ba, có chút cháu nội mà cũng chẳng được ở gần để nghe tiếng của cháu thơ vui cười đùa giỡn. Đến giờ đấy ba đã biết ăn năn thì sự việc đều quá muộn. Vì cờ bạc say sưa đêm ngày vất vưởng nên ba tự đánh mất đi nhân phẩm của con. Đây là bài học đau thương chua chát ở trên đời. Ba hứa với con là từ nãy ba tu tỉnh lại để cho mọi người không còn nhạo báng khinh khi. Rượu ơi xin giá từ mi, sáng sai chiều tiền nhâm nhi hại mình. Bác bài của sạch sạch xanh, tan nhà nát cửa thanh danh không còn. Từ nay ba không còn để cho con mất mặt nữa, và ba sẽ thay hình đổi dạng để trở thành là người công dân tốt. Quy Thanh, con của ba. Công chuyện chưa giải quyết xong thì con Tiết lại mang bệnh, khi thì tỉnh khi lại hôn mê. Bác sĩ Năm giờ này sẽ chưa tới nha, chờ ông tới đây chưa biết kết quả như thế nào. Dạ chào ông chủ. À kìa, dạ chào bác sĩ. À sao thế nào, có kết quả gì bệnh tình của con Tiết chưa vậy bác sĩ? Có, nhưng trước khi trả lời với ông tôi xin được phép hỏi ông một việc. À được, bác sĩ cứ hỏi. Dạ, có phải ông đưa cô Tuyết sang Úc và để tiếp tay với ông, và cũng để cách ly với người yêu của cổ? Dạ đúng vậy đó bác sĩ. 6 năm qua tôi đưa con Tuyết sang Úc là để trông coi việc sổ sách và tiền bạc cho bác nó. Phải. Nhưng mà hôm nay bác sĩ đề cập đến chuyện này chắc phải có ít nhiều liên quan đến bệnh tình của con Tuyết phải không bác sĩ? Dạ phải, vì theo hội đồng xét nghiệm y khoa vừa chẩn đoán ra bệnh của cô Tuyết đây thật quá là tai hại. Bác sĩ nói gì? Hại mà hại chi, cứ tỏ bài chơi có ngại gì. Cô mang bệnh này chẳng phải mới đây, cho đến bây giờ lại bộc phát đó cô. Nhưng nó đã mang vào bệnh chi vậy? Trầm trọng lắm sao mà bác sĩ ngại ngùng? Chắc cô đã làm việc vất vả lao tâm, vượt quá khả năng tinh thần trí tuệ. Giả lại lo buồn suy nghĩ tơ duyên, nên đã nhiều đêm thức trắng canh tàn. Bác sĩ nói ra quá là như vậy, có nhiều và khi tôi nổi giận tôi la rầy. Vì thế cho nên cổ mang chứng bệnh này, nếu chậm trễ thì ắt sẽ hiểm nguy. Bác sĩ muốn nói ông hãy xem đây, đây là bệnh án của cô Tuyết. Dạ. Hả? Trời ơi, trời ơi trời, thì ra con Tuyết của tôi nó đã bị bệnh ung thư óc à? Phải, cô Tuyết đã bệnh ung thư óc rất trầm trọng. Vậy mà lâu nay tôi vẫn ngỡ nó bị bệnh sơ sài, chứ nào về bây giờ tôi phải làm sao đây bác sĩ? Điều thứ nhất là ông phải tìm cách thuyết phục đưa cô Tuyết vào bệnh viện ngay. Còn điều thứ hai là ông phải xoa dịu và an ủi tinh thần, vì nhiều năm qua cô đã mỏi mòn lao tâm lẫn lao lực. Nếu chậm trễ thì tôi e sẽ xảy ra nhiều nguy hiểm. Và ông cũng nên nhớ rằng bệnh này phát triển rất nhanh. Chắc ông đã hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ? Dạ tôi hiểu. Được, thôi tôi về. Có gì cần thì ông cứ gặp tôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ nha. Dạ tôi thành thật biết ơn bác sĩ. Dạ chào ông, dạ chào ông. Trời ơi, con Tuyết nó bị bệnh ung thư óc. Tôi nghe hai tiếng này như là sét đánh bên tai vậy. Trời ơi là trời, ta chỉ có một đứa con gái thân yêu mà chẳng lẽ ngày nay là thành tuyệt tộc sao? Ba. Kìa, Tuyết, con đã khỏe chưa? Sao con lại ra đây con? Dạ, con đã khỏe rồi ba. Vừa rồi bác sĩ Nam đến đây
có phải không ba? Nhưng mà ông ấy đã đi về rồi con. Bác sĩ nói con bệnh gì vậy ba? Bác sĩ nói với ba là bệnh của con không có sao hết á, chỉ vào bệnh viện điều trị một thời gian là khỏi ngay thôi con à. Không, con biết bệnh của con mà, không phải như vậy đâu ba. Ba, hả? Hay là ba có điều gì giấu con? Ba không ba? Ba có giấu con gì đâu con. Vậy gì đi ba? Tuyết con. Trời ơi, thì ra con đã bị ung thư ống. Tuyết con. Ba, tại sao ba lại giấu con? Tại sao ba lại không cho con biết chứ? Tuyết ơi, sợ gì ba đã giấu con đây? Là vì ba chẳng muốn cho buồn khẩn tình lại tăng thêm, ba sẽ khổ đau đi. Con biết rằng bệnh chẳng hôm nay cho nhiều ngày con quá ngồi đứng cắn thanh tàn có phần bèo ly tan. Một mặt con lo cho ba sự việc đã bao lần thua lỗ chưa khai, nếu con không tận dụng tứ tài thì đâu phục hồi như hôm nay. Hậu quả bao năm còn phải lắm trọng bệnh, một căn bệnh rất đổi nguy hiểm. Ba ơi, có lẽ tại số phận biết ơi, từ bấy lâu nay ba quá say mê lo về sự nghiệp, chỉ muốn làm sao cho được vinh sang cao cả hơn người. Và để cho con hãnh diện với đời, ba lỡ đó chính là niềm vui trọn vẹn, vì ba đã hoàn thành trách nhiệm đến làm cha. Nhưng ba đã là không phải chỉ giống lụa xa hoa mà nó tạo cho con người ta hoàn toàn hạnh phúc. Tuy con đang sống trong giàu sang vật chất nhưng lại khổ đau và dai dứt trong lòng. Nay ba đã hiểu, con hãy thứ tha và yên tâm điều trị cho mau lành căn bệnh. Nhưng ba ơi, đây cũng là số mệnh, là phải vô cảnh khi là vẫn còn sống. Không đâu, Tuyết ơi, con đừng nói vậy làm cho ba đau lòng lắm. Ba ơi, số phận đã dành sẵn cho con một căn bệnh hiểm nghèo. Tuyết à, con biết con không thể nào sống gần bên ba lâu được nữa. Tuyết con. Ba. Cô hai, xin cô chớ quá thương tâm. Ở đời không có gì làm cho mình phải tuyệt vọng cô. Con Tư nó nói phải đó Tuyết. Con hãy tin tưởng rằng một ngày gần đây con sẽ hết bệnh. Thôi, con vào trong nghỉ nha con. Ba đi có chút việc. Tư à, dạ. Cháu ở đây tìm lời an ủi con Tuyết nha. Dạ. Thôi, ba đi nha con. Chị Tư, cô hai. Chị Tư ơi, tôi không còn bao lâu nữa chị em mình phải vĩnh viễn xa nhau. Không, không đâu cô hai, xin cô đừng nói vậy. Dù gì cũng còn có ông, có cậu Quy Thanh, và hơn nữa còn bé Tú Nhi, nó là nấm ruột yêu. Trong đời mất mẹ bơ vơ,
đành cách biệt những người thân. Cô Hai, cô hãy an tâm, đừng trôi trăng làm cho tôi khúc lòng vô mừng. Có sao năm qua cô đã khóc âm thầm, cô nên thương tâm để mong chờ ngày tương muộn lại gặp nhau rồi. Cô đừng nói tiếng ly tan, tôi qua cũng tan khi đời tôi chưa mang trong bên một bên cánh sức nổi vì nàng như kia bè. Còn nước á, thì còn tát, chưa chắc gì đây á, là một chứng bệnh nan y. Cô hãy nên nuôi nhiều hy vọng. Ý kìa, cậu Quy Thanh đã đến. Tôi vào trong nha cô. Tuyết em. Anh Quy Thanh. Em. Anh đến đây cũng vừa kịp lúc. Em nói vậy nghĩa là sao? Chúng mình gặp lại lần này để rồi vĩnh viễn xa nhau. Xa nhau? Không, tình yêu của chúng ta bất diệt, không thể nào cách xa nhau. Nhưng Thanh ơi, định mệnh trớ trêu đã bắt buộc em phải lìa xa anh mãi mãi. Tuyết, em nói gì anh không hiểu. Anh hãy xem giấy này thì sẽ hiểu. Giấy gì đây? Bệnh án của em. Bệnh án? Nhưng em bệnh gì? Hả? Trời ơi, ông không thể nào như vậy được. Không thể nào như vậy được. Tuyệt phải. Thanh ơi, nghe hai tiếng ung thư em lo sợ quá. Không, em có muốn xa anh đâu. Tuyệt. Và em cũng không muốn xa con mà. Tuyệt ơi, hai ta mới vừa xâm nghiệp sao lại vội ly tán. Không, anh không tin như vậy. Không, anh không tin như vậy mà. Không phải như vậy mà. Nhưng Thanh ơi, đó chính là sự thật. Không, đã 6 năm nay em tận dụng nhiều về trí óc, từ xa kêu gầy vì đã dắt cạn máu con tim. Tuyệt. Cho nên ngày này đành dương mang thân khổ đau chân xuống xa, nhìn nắng tố pha gông vàng, ta chẳng còn cần kề bao lâu nữa, rồi phải đành cách chia vì tóc tơ nay chẳng tròn nữa đôi. Em đừng nói tiếng lìa ta, cho lệ đổ tràn hòa ước mơ trùng quan. Giờ mình đành ly tan, dạng dỡ núi tơ loạn, cho nhạc phim cung đàn. Ôi lòng anh đứt đoạn từng cơn. Tuy mất mẹ còn bên
nó được nên người. Như vậy là em đây đã ba lần rồi. Trời ơi, tôi còn làm chi nên tội, mới 6 tuổi đầu lại sớm dối mồ côi. Nhìn em mà nước mắt tuôn rơi, anh khóc đây khóc cho một người sắp ra đi vĩnh viễn. Còn đâu những ngày đầy lưu luyến mình đã yêu nhau thật âu yếm đậm đà. Anh Thanh ơi, đã 6 năm qua mình xa cách, giờ đây chúng ta hãy nối lại tình xưa. Anh Quy Thanh. Tuyết. Em. Gì đó cháu Tu Nhi? Hôm nay sao lâu quá không thấy ba cháu lại nhà thăm cháu vậy ông ngoại? Thì tại vì ba cháu bận đi quay phim ở xa nên chưa về đây thăm cháu. Ông ngoại còn ghét ba cháu nữa không vậy ông ngoại? Không đâu con, ông ngoại đâu có ghét ba cháu. Thiệt vậy hả ông ngoại? Ông ngoại nói thiệt mà. Sao hôm trước cháu nghe má nói là ông ngoại ghét ba cháu lắm, không cho vô nhà. Má buồn má khóc, má nhớ ba hoài nên má mới đau. Cháu thương biết bao giận khóc theo. Ngoại đã ân hận bây giờ hết giận, cháu Tu Nhi ngoan ngoại đây rất thương. Ông ngoại ơi, má cháu làm sao mà ông ngoại đưa vô đây vậy? Má cháu đau. Có phải ở đây là nhà thương không vậy ông ngoại? Phải đó cháu, nhà thương là bệnh viện đó. Cháu nghe dì Tư nói má cháu vào bệnh viện cho người ta chích thuốc đặng má cháu hết bệnh, phải không ông ngoại? Phải đó cháu. Nhưng sao cháu thấy má cháu nằm ngủ hoài vậy ông ngoại? Cháu sợ má cháu nằm ngủ luôn như con thỏ trắng ở nhà quá à. Đừng có nói dại vậy con. Con thỏ trắng của cháu không phải nó ngủ đâu. Không phải nó ngủ sao lại nhắm mắt hoài? Cháu thương nó, cháu kêu nó mà nó không chịu thức dậy chơi với cháu. Thì tại vì nó chết. Mà nè, cháu đừng có hỏi nữa nghe. Bác sĩ bác sĩ vào khám bệnh cho má cháu ra kìa. Dạ chào bác sĩ. Con Tuyết như thế nào rồi vậy bác sĩ? Bệnh tình của cô Tuyết kìa. Tại sao bác sĩ lại ngập ngừng? Bệnh tình của con Tuyết hiện nay đã trễ mất rồi. Đã trễ? Có nghĩa là bác ơi, chúng tôi đã nhiệt tâm tận lực, nhưng đành bó tay, không phương chữa trị vô cùng hiểm nguy. Hiện giờ đây cô Tuyết mệt dần, và con ngươi cũng đã nở trồng. Trời ơi, ngày nay con tôi giống mạnh, tất cả sự tình đều do ở nơi tôi. Bác sĩ ơi, tôi vô cùng hối hận, bởi thương con mà quá ra tôi lại giết con. Hoàn cảnh của ông tôi cũng rất cảm thông, nhưng số phần nào ai tránh khỏi. Lương y của chúng tôi có thể làm điều thay tim đổi phổi, nhưng đó chỉ có cứu căn chứ nào ai thay đổi được. Định số oan phân là do bởi nơi trời. Cô Tuyết giờ đây sắp vĩnh biệt trần đời, nét mặt xanh xao và làn da khô sầm, thỉnh thoảng lại trở mình như cô hưởng chút tàn hơi. Trong cơn bất loạn tâm thần, nhưng cô vẫn thốt lên: anh Quy Thanh ơi, sao anh ở đâu không về đây cho em gặp mặt? Lần này nữa thôi để rồi ngăn cách mưa kiếp trọn đời mình vĩnh viễn chia ta. Trời ơi, như vậy là đứa con tôi yêu quý nhất đời
nó lại sắp bỏ tôi mà đi rồi. Ô kìa, ba về, ba về. Tôi nghĩ con, thưa ba, Tuyết đã ra sao rồi? À, con Tuyết nó núi con. Ba nó chờ con đó. Hả? Ba, có nghĩa là... Với chứng bệnh ung thư óc này, chúng tôi đành bất lực. Thôi, bây giờ đây tất cả hãy vào gặp mặt cô Tuyết lần sau cùng. Tôi xin thành thật chia buồn cùng gia quyến. Cảm ơn bác sĩ. Ta đi con. Kìa, Tuyết à. Tuyết con. Tuyết em. Tuyết. Tuyết. Má ơi, má. Tuyết. Sao con lại bỏ ba? Sao con nằm đây như là pho tượng đá vậy? Con không nói một lần nào. Giờ, chứ đó là một lời trách móc. Con ơi, con. Trời ơi. Má ơi, má, bà đã về nè má ơi. Sao má không thức dậy đi? Má cứ ngủ hoài như con thỏ trắng vậy. Thức dậy đi má. Tuyết ơi, em có nghe con nó nói không? Hãy tỉnh lại đi em. Có anh là Quy Thanh đã trở về với em đây. Tuyết ơi. Tuyết. Má đã mở mắt rồi. Má đã thức dậy rồi phải không má? Tuyết. Ai đây? Có phải là Tú Nhi, con trai của má không? Phải rồi, nó là Tú Nhi, con trai của chúng mình đó em. Tuyết. Kìa, con tiếng của ai? Có phải là... Tuyết con, con hãy định tĩnh lại đi. Có ba và Quy Thanh đến với con, dám tỉnh lại đi con. Kìa, ba con, Tuyết... Tuyết em, Tuyết, anh Quy Thanh. Má ơi, bữa hả má nói con thỏ trắng nó xấu lắm, cứ nằm ngủ hoài, không chịu thức dậy để chơi với con. Tại sao hôm nay má lại vào nằm đây mà không nhúc nhích? Con không có gì. Má ơi hãy thức dậy về đi chứ đừng ở đây làm con sợ lắm. Sợ má ngủ luôn như là thỏ trắng rồi con sẽ nhớ thương mà khóc suốt đêm ngày. Ai có dỗ con thì con cùng sẽ khóc hoài. Con đòi má mua về trái bánh bằng mù để chiều chiều con ra đá với ba. Tu chi con nói là con thích đá bánh. Một khi lớn lên con sẽ trở thành là cầu thủ. Má cười rồi lại nói với con, cầu thủ tiếng ông của má ngon lành. Trời ơi, nghe tiếng trẻ thơ nói lời dũng dãi khiến cho má rỉ nát cả tim gan. Có bao giờ mẹ lại muốn xa con? Chính má khắc khe đã phải chia tình thâm mẫu tử. Không, em đừng nói vậy làm cho anh đau lòng lắm Tuyết ơi. Má, má, má đừng nói vậy má. Tuyết à, con đừng chết bỏ ba nghe con. Ba. Ba ơi, con biết sức của con không thể kéo dài thời gian được nữa. Vậy trước khi vĩnh biệt cõi đời, con xin tranh chuỗi đôi lời nhờ ba hãy thương tình. Con trẻ phút lâm chung, hiện giờ bé Tu Nhi nó còn nhỏ dại ngây thơ, cho được cận kề về sống với Quy Thanh.
trước mặt con, bà hứa một lời, nó mất mẹ trong đời đẹp thì an ủi bên cha. Nay con mà già cũng đơn nhiên lòng quý thân anh hãy dừng chân sốc nó thay em. Tuyết ơi, những lời trăn trối thương tâm chẳng khác nào như kim châm muối sắc. Nhìn mặt em lòng anh tan nát, nước mắt chia ly ràng rụa trái đôi hàng. Dòng gian tâm tao hơi thở sắp dần tàn, anh cảm thấy như đất trời nghiêng ngả, cơn lốc quay cuồng làm tan rã mảnh tơ duyên. Tình chúng mình như mấy hộp bèo tan, vui thì chưa khóc than cho đau lòng người đi kèo. Dù em có vùi xa tận nơi đáy mộ, kỷ niệm ban đầu muôn thở vẫn không phai. Như vậy là em sung sướng lắm rồi, em mãn nguyện lắm rồi. Ba, Tuyết con, ba đâu? Hả? Con không thấy ba gì. Ba ở đây nè con ơi. Anh Quý Thanh ơi, tôi gì? Ba, cô ở đâu? Ba, mắt của em giờ đây như có bức màn đen bao phủ. Tuyết, chỉ nghe giọng nói mơ hồ mà không nhìn thấy được mặt nhau. Tuyết. Má ơi, má đừng gây bỏ con. Má, con. Tiếc ơi, em đừng chết bỏ anh. Tiếc ơi, Tiếc. Anh Quý Thanh. Tiếc em. Sao cuối để trong cuộc đời mình giữ
Thank you.